ai đến tới cao sơn bạch mã hỏi thăm để chúa nguyệt đời nào. Suối dịu sang ý ý cánh ngang tiếng nga suối dịu dàng đỡ thơ nếu dùng đôi hàng mạnh mạnh bước trên cây cao chim muông nó bay nhảy dưới sân đền đầy khúc hành vân vân nghe như gió dục bay bay vân vân. Sinh ra tiên nữ kỳ tài, bà mới 34 tuổi, bà nói đời tiên chi. Song thân những đêm ngày sâu khổ ngẫm xưa hay kim ma cổ mấy ai chắc chắn rằng tiên nữ trên rồi. Bà bói ra người buồn bàn hành thông thông, bà bói ra ai có của để dành, bói ra ai được công dành huy hoàng.
ăn qua phát tướng bà bói ra người ai nghèo trước giàu sau bà bói ra ai phải hiểu u sầu bói ra ai được sống đâu giàu bên mình. Bà bói ra ai tình nhà duyên đật đật bói ra ai được phúc phận cao dày trời đông cho chi trời tây ai mà đi xem bói một tay mà bắt đầu xuống xuôi một dòng sơn sang tình nghĩ tình bằng trúc măng giang măng xe măng nước có cơm lam sang ngang ý hà quang thập cờ diệu hai quang chứng đàn diệt nga tích tắc cũng giang kim phục hoàng gần gần chúa thiên trung vương gần ý à. Đức tiên tòa xa lúc linh song đến đẹp làm sao anh được tiên tòa sang lúc linh song đến đẹp làm sao sáng nghe tiếng ngũ người rừng mình gọi nhau kìa nước cài sắc tỏ mà bên non trời mùa xuân sắc tốt tốt tươi dương là soi đến ngàn năm hoa nhiều hoa soi đến ngàn năm hoa nhiều hoa đường quanh co co thác chảy lưng đèo nước chảy trong veo nghe như tiếng sáo heo đỉnh non cao chân xưa bước qua đi lên non xuống và đi hái xa rừng ngâm bồ cất cao tiếng hô gọi cái rừng ơi cái rừng ơi trần gian nơi chúa về đây chơi trần gian ơi chúa về đây cùng dạo chơi cảnh chiều một đôi rừng cùng hát vang bên bờ có suối trong chim men bay nhung nhờ trên không trung đây núi rừng đẹp hơn muôn hoa đây núi chúa Nguyệt đã về rồi. Ca vang lên khúc ca mấy ngày hoan, bò là mò ta vang,
rừng, cả rừng băng băng tiếng gáy, dòng hát này hát vang nơi đầu nguồn. Đôi chân đi chạy hồi, bước trắng bay quanh bên sườn đồi. Đôi chân đi chạy hồi, bước trắng bay quanh sườn đồi. Đường dốc núi băng qua đèo qua suối, nước chảy trong veo nghe có tiếng sao mèo. Từng nàng xa chân chua đang bước ra, đi hái hoa rồi đi hái trà. Rừng âm u này cất cao tiếng hú, gọi cái rừng ơi chân sáng nơi. Đi đến núi băng 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 hái hoa mấy ngàn rừng, mùa xuân sang đón khách hoa đào. Ai đi nghe mẫu sớm sáng băng nghe tới đâu cờ đón bông hoa xào, đi về Bách Điều sớm chiều cá vàng. Đôi tay hơi biển băng rừng vàng, mang cho trong họ giàu sang nơi đời. Đôi tay hơi biển băng rừng vàng, đem cho trong họ hạnh phúc giàu sang. Xem bói nắng trầu với một quả cong, tiên đài tiên chắp nâng sơn nâng màu xanh. Chúa ngồi nóng nòng đầy mà đau xót thương cho phàm trần, còn bao kẻ u mê một người con gái thôn quê. Người con gái thôn quê hiền đành những đặng nhiều điều khô tập tập. Sớm âm thầm mồ côi cha mẹ, gặp được thầy nhà quỳ cốc tin sinh một đời làm phúc cứu dân. Xin truyền phép đặt tên Nguyệt Hồ, tiếng ươm vang tới kinh đô. Tiếng đồn đồn vang tận kinh đô, bà chúa Nguyệt Nguyệt Hồ xem bói rất rất hay, bà xem cửa nhà ra sự hôm mai hợp hay không không hợp, bà chỉ cho rõ ràng. Nhân duyên trong vợ cắt
do hợp hay không hợp chỉ cho rõ ràng. Viên hầu vật mọi điều mà hay giờ việc trong ngoài đều tự soi cho ý à. Thành ra hồi cùng